Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với cái bài 22 liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n, đúng không ạ? Thì ở bài học trước thì chúng ta đã liệt kê ra được các số ước của số nguyên dương n đấy, và lần này thì sẽ tiếp tục làm thêm cái bài tính liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương n. Thì ý tưởng để làm bài tập này như sau. Ta sẽ in ra cái những cái ước số của số nguyên dương n này, in ra cái ước số của số nguyên dương n này, và sau đó sẽ từ cái ước số đó chúng ta sẽ tìm xem số nào là số lẻ đấy, và sau đó sẽ liệt kê ra. Thì để biết số nào là số lẻ thì ta sẽ lấy cái số đó chia cho 2, nếu như mà nó sẽ dư không thì đó là số chẵn, và nếu nó phép dư nó bằng 1, chia lấy dư bằng 1 thì đó là số lẻ, đúng không ạ? Và từ cái số lẻ vừa tìm được đó, chúng ta sẽ tăng cái biên đếm lên. Đấy. Đầu tiên chúng ta tăng cho cái biên đếm bằng 0, và sau khi đã gặp được cái một cái ước là số lẻ thì nó tiếp tục tăng cái biên đếm lên. Và ở bài này thì chúng ta cũng không cần thiết đến cái biên đếm đó, vì yêu cầu của đề bài chỉ là tính cái ước, liệt kê ra cái ước số lẻ của cái số nguyên dương n đấy, và chúng ta không cần phải đếm số lượng những cái số, những ước số lẻ đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ ở đoạn cốt này thì mình đã khai báo được một số cái thư viện có sẵn ở đây, và cấu trúc của cái hàm men ở đây thì mình sẽ khai báo một cái biến n, đúng không ạ? Rồi, và sau đó sẽ viết câu lệnh để nhập n vào từ bàn phím. Đây mình sẽ là mời nhập n, đây sẽ là một câu lệnh scanf. Scanf đây do n là số nguyên dương nên là sẽ là phần trăm d và n, đúng không ạ? Sau khi đã nhập vào từ bàn phím giá trị của n thì ta tiến hành làm những cái bước sau. Đầu tiên chúng ta cần phải liệt kê ra các ước của nó, và sau đó sẽ từ những cái ước mình vừa tìm được sẽ tìm được những cái ước nào là số lẻ, đúng không ạ? Và để tìm được những cái số ước của số nguyên dương n thì ở đây mình sử dụng một cái vòng lặp for với cái giá trị bên trái ban đầu y bằng 1. Đấy. Và biểu thức điều kiện của nó sẽ là y bé hơn n, bé hơn hoặc bằng n, đúng không ạ? Và sau đó y cộng cộng. Rồi, trong cái vòng lặp for này thì ta tiếp tục sử dụng một cái câu lệnh if nếu như mà cái n phần trăm y, đúng không ạ? Tức là chia lấy dư á, nếu như n phần trăm y mà nó không bằng không. Xin lỗi các bạn, ở đây thì n trong cái biểu thức if này thì n chia dư cho y, chia lấy dư cho y mà nó bằng không, tức là n nó chia hết cho y, thì ta sẽ làm công việc như sau. Lúc này thì ta phải sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Đấy. Ở đây sử dụng câu lệnh if như sau, nếu như mà cái y, đúng không ạ? Cái y vừa tính ở cái câu lệnh if ở trên này. Đó. Nếu như cái y ở đây mà nó chia cho 2. Chia cho 2 đúng không ạ? Bằng 0 đúng không ạ? Thì làm như nào?
nếu nó chia cho hai, tức là nó là một số lẻ đúng không ạ? Đấy, ở đây mình đổi lại cái điều kiện là số số lẻ thì nó sẽ bằng 1 đúng không? Nếu như nó chia cho hai thì nó là số chẵn. Nhưng ở đây nếu như nó chia cho hai mà giữ 1 thì nó là số chẵn đúng không ạ? Đấy. Ở đây if mình ta có thể hiểu rằng nếu như cái số y ở trên này nó chia cho 2 mà giữ 1 thì ta sẽ làm việc sau. Print in ra cái những cái số y đó. Đây sẽ là phần trăm. Phần trăm 4D. Và bên đây sẽ là y. Đây thì mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh get. Rồi, như vậy là mình đã viết code xong. Mình sẽ giải thích lại một chút ạ. Ở đây mình sử dụng vòng lặp for với điều kiện với cái biến chạy ban đầu y bằng 1 và với điều kiện y bé và bằng n. Và sau đó sẽ, nếu như mà cái y này, nếu như mà n mà chia cho y thì mình ta sẽ sử dụng thêm một cái vòng lặp nữa. Thì cái y, nếu như cái y mà chia cho hai mà bằng 1 thì nó sẽ in ra những cái nghiệm y đó, đúng không ạ? Rồi nếu như y phần trăm cho, đây mình giải thích thêm, y phần trăm cho 2 mà bằng 1, đúng không ạ? Đây nó tương đương này. Tương đương đúng không ạ? Y chia 2 bằng 1 mà đúng. Thì suy ra đây là số lẻ. Đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ in ra cái giá trị của y. Rồi, ở đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình nhập là số 4 đúng không ạ? Ví dụ như là số 4. Thì nó sẽ in ra cái cái ước lệ là 1 đúng không ạ? Đấy, ở đây nó in ra là 1. Ví dụ mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ sử dụng với cái số n là 9. Thì ước của nó sẽ là 139 đúng không ạ? Là số lẻ đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác là 12. 13 cũng được, 12 đấy. Chúng ta thử là nhập, thử nhập là 12 đúng không ạ? Rồi enter thì nó sẽ ra cái ước lẻ là 1 và 3 đúng không ạ? 12 thì có ước là 1, 3, 4 và 12 thì nó sẽ in ra cái ước lẻ là 13. Đấy. Thì trên đây là cái bài tập dạy về liệt kê, cách liệt kê ước số lẻ của số nguyên dương n. Đó. Tức là nó sẽ liệt kê ra những cái ước là số lẻ của số nguyên dương n. Đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.